mình phải nói mình là chúng ta cả kiệt, mình sống thế gian, nửa thế gian, nửa xuất thế gian. Mình học thì học thế gian, nhưng mình muốn triết lý là xuất thế gian để mình được về trời. Có nhiều người trong đây bảo đảm rất là đông, không có hiểu những tầng trời như thế nào. Bên Công giáo thì cứ nghĩ là hai cuốn kinh về tới Chúa là trời, nhưng mà họ nghĩ là tầng trời của Chúa là số 2 thôi. Rồi bên cõi A Di Đà thì vô sắc giới, thì sẵn đây thì có này, quý vị có muốn biết về 36 tầng trời không? Về cha ở chỗ nào, Phật ở chỗ nào, thần thánh nó về chỗ nào không? Biết rồi không? Chưa biết. Chưa biết hả? Ok, giờ mình đọc từ tầng thứ nhất. Mình là không có tầng nào, trái đất mình thuộc về số 0. Rồi số trừ là tầng súc sanh, rồi tầng địa ngục. Còn mình số 1. Số 1 của mình là tầng Tứ Thiên Dương. Tứ Dương là bầu trời mình đang thấy, là có ông Tứ Đại Thiên Dương, là tầng này. Tầng thứ hai là Đao Lợi Thiên, là chủ chủ trời của người làm chủ trên tầng đó là Chúa Giê-xu, tức là Thiên Chủ Đế Thích, là tầng số 2. Còn tầng số 1 là Tứ Đại Thiên Dương, là Tâm Trì của Nam Tăng Trưởng, Tây Quảng Mục, Bắc Đại Văn, đó là bốn âm. Tầng thứ 2, tầng thứ 3 là Đâu Xuất Thiên. Đâu Xuất Thiên nó có nội và có ngoại. Ở ngoài thì có Đâu Xuất Đại Dương, ở trong thì có Bồ Tát Di Lạc, là ở tầng thứ 4. Hầu lên tầng thứ 3. Tầng thứ 3 là Dạ Ma Thiên, là ma đó, ma ở tầng thứ 3, gọi là Dạ Ma Thiên. Tầng thứ 4, tầng thứ 5 là Quá Lạp Thiên, là Thiên Quá Dương, cai quản ở đó. Rồi tầng thứ 6 là Tha Hóa Tự Tại Thiên, thì là Thiên Ma Ba Tầng. Nó còn cao hơn mấy ma thường. Ở tầng thứ 6 là ở trong dục giới. Lên tới tầng thứ 7 là Phạm Chúng Thiên. Tầng thứ 8 là Phạm Thủ Thiên, tầng thứ 9 là Đại Phạm Thiên, tầng thứ 10 là Tiểu Quang Thiên, tầng thứ 11 là Vô Lượng Quang Thiên, tầng thứ 12 là Quang Minh Thiên, tầng thứ 13 là Thiếu Tịnh Thiên, tầng thứ 14 là Vô Lượng Tịnh Thiên, tầng thứ 15 là Biến Tịnh Thiên, tầng thứ 16 là Phúc Sinh Thiên, tầng thứ 17 là Phúc Ái Thiên, tầng thứ 18 là Quảng Quả Thiên, tầng thứ 19 là Vô Tưởng Thiên, tầng thứ 20 là Vô Phiền Thiên, tầng thứ 21 là Vô Nhiệt Thiên, tầng thứ 22 là Thiện Kiến Thiên, tầng thứ 23 là Thiện Hiện Thiên, tầng thứ 24 là Vô Sông Thiên. Thì tất cả này gọi là sắc giới. Khi những người mà tu tới Tam Thiền á, với thế gian á, đa số mấy hòa thượng lớn là vào mấy tầng này. Lên tới tầng vô sắc giới là có không vô biên thiên, thức vô biên thiên, vô sở hữu thiên và phi tưởng thiên, là vô sắc giới. Vô sắc giới có nghĩa là con người trên nó không còn thân người nữa, hết yêu luôn rồi đó. Còn những cái tầng thứ 7, thứ 8, thứ 9 là đa số chúng ta về chậm. Còn tại sao khi đọc cái này có nghĩa là mình đang làm vợ chồng, quý vị có thể gà về chẳng tiếp tục nữa nếu mà mình xuống đang được, mình về ăn được. Nhưng ngược lại có những người đang là vợ chồng, có người ở đây và có người xuống địa ngục, thì những tầng kia vẫn có vợ chồng. Mà đa số những thiên trên trời á là họ ân ái, không có thô tục như mình, họ nhìn bằng mắt, truyền cái luồng điện qua cặp mắt là họ có tầng rung động thê những chuyến thê. Mình đủ trò hết. Bữa nay vậy thử mặc đồ Victory. Thì mình đang nói, mình đang nói chuyện thiện, mình không làm về trời quan trọng. Thì nên mình biết trân trọng những người kế bên, trân trọng những người đây. Tại vì mình có làm gì làm, tất cả chúng ta ngồi đây là con trời về trễn gặp nhau hết à. Gây quán, gây hù về trễn cũng sẽ gặp nhau nữa. Lên tiếp tục là mình đang
cô ở đây. Ừ. Lên tới cõi Phạm Thiên nè, là những cái tầng hồi nãy là những gì A-la-hán tu thành Phật của A-la-hán. Lên tới cao hơn A-la-hán là tới cõi Phạm Thiên là vô thượng thưởng trung thiên, ngọc long đăng thắng thiên, long phạm độ thiên, bình lục tổ dịch thiên, là ở cõi bồ đề. Những ở bên cõi này là tầng 29 tới 32 là có kim thân này đó. Nên cái này mới là lợi hại nè, là giống như vô Washington DC vậy đó, ở Bạch Ốc rồi đó, là cõi của cha nè, là cõi niết bàn, là do Thái Thượng Lão Quân cao quản. Cõi cận niết bàn là Linh Bảo Thiên Tôn cao quản. Cõi đại niết bàn là Nguyên Thủy Thiên Tôn cao quản, là tầng 35. Cái tầng cha ở với mẹ của mình ở là tầng cao nhất là 36, là Đại La Thiên, mà bên Phật giáo gọi là cõi tối đại niết bàn. Cái kia là niết bàn nha, còn này tối đại niết bàn là do Ngọc Hoàng Thượng Đế của bà cha mình khai hoài. Trong sách vở, trong kinh có nói rõ. Thì tại sao bên Phật giáo Đại Thừa hôm nay các chùa các thầy nói tôi tu Phật, tôi tu tiên, thấp hơn tu Phật, nói mình có sự phân biệt thấp cao là mình đã sai rồi. Mà huống chi trong kinh điển, tại vì những vị thầy, những nhà đi truyền giáo, người ta chỉ nói về chuyện của người ta thôi. Cái chuyện là việc có phần việc dở, giống như việc dở hơn Trần Nhật Phong. Ủa mày có trí thức giỏi, mày khai trí cho đám Việt Nam, mày nói chuyện chính trị, nhưng mà nói về Phật, Phật là ai vậy, chuyện không biết. Mày có cái giỏi của mày, tôi có giỏi của tôi, vậy đó đại khái. Quý cũng vậy, nó có cái giỏi của nó. Thằng có một kiểu, thì bên đạo Phật hay đạo ông giác, mà hồi chỉ nói chuyện người ta thôi. Ồ, con có đạo không? Không có, ông cha hỏi. Dạ con đạo Phật, vậy là con không có đạo. Là do cái cách nói của họ. Cho nên Phật tử hôm nay phải coi lại, tu theo cha là cao nhất, cha là cha của tất cả chư Phật. Vị Phật nào cũng đều là con của Thượng Đế hết. Kiểm chứng cái đó rồi luôn. Phật là một vị giáo sư, một cái PhD dạy cho mình một cái môn đó. Còn cha là giống như cai quản hết một cái nguồn hành chánh pháp luật. Cũng như một professor ai lớn hơn. Ok rồi, quý vị nào có hỏi nào, mình nói chuyện nửa tiếng nữa mình giải tán nha. 30 phút nữa. Mấy đứa con ai bấm cái đồng hồ 30 phút đi chứ nói hoài không biết chừng nào gì. Giờ chị 3 giờ lần mai chị gặp liền nhớ gì đâu sợ. Ừ, chị về thăm đi. Nửa tiếng nữa.